Cô mến chào các em học sinh lớp 1 thân mến. Cô tên là Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, giáo viên trường tiểu học Trương Quyền, quận 3. Ngồi học qua màn hình máy tính và điện thoại, các bạn cần lưu ý: ngồi học ngay ngắn nơi có đầy đủ ánh sáng, không ngồi quá gần màn hình. Và cuối cùng, ta phải tập trung nghe giảng và thực hiện các nhiệm vụ học tập nhé. Hôm nay, cô và các em cùng đến với tiết hoạt động trải nghiệm, chủ đề 4, em tự chăm sóc và phục vụ bản thân. Mục tiêu của bài học ngày hôm nay, bước đầu tự chăm sóc được bản thân về trang phục, vệ sinh, ăn uống, vận động, thực hành được một số kỹ năng, sắp xếp ngăn nắp, trình bày, làm việc nhóm. Khi bước vào bài học, chúng ta cùng nhau khởi động qua bài hát Những Em Bé Ngoan với cô nhé. Em được khen là em bé ngoan, vì chúng em đi học đều. Khi học em ngồi nghe rất chăm, cô giáo khuyên đều vâng theo. Ai ngoan cô chúng em đều ngoan, nghe nói ai cũng đều gật đầu. Hay 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 chúng em vừa thưởng thức xong bài hát Những Em Bé Ngoan, nhạc và lời của chú Phan Huỳnh Điểu. Sau khi nghe bài hát vừa rồi, các bạn hãy suy nghĩ và cho cô biết vì sao các bạn nhỏ trong bài hát vừa rồi được khen là những em bé ngoan. À, các bạn nhỏ trong bài hát vừa rồi được khen là em bé ngoan vì các bạn luôn chăm ngoan, học giỏi và biết tự chăm sóc bản thân, ăn mặc luôn gọn gàng, đúng không nào? Như vậy, làm thế nào để được khen ngợi là những em bé ngoan giống như các bạn trong bài hát vừa rồi? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu bài học ngày hôm nay để thực hiện cho đúng nhé! Chúng ta hãy cùng nhau bước vào hoạt động 1, hoạt động khám phá. Ở hoạt động này, chúng ta cùng nhau quan sát các bức tranh. Cô có tất cả 6 bức tranh vẽ các bạn nam và các bạn nữ. Chúng ta hãy cùng nhau quan sát lần lượt từng bức tranh. Các con hãy dừng đoạn video lại, suy nghĩ và nói cho ba mẹ, anh chị mình biết bạn nào trong bức tranh trông lịch sự và đáng yêu, bạn nào trong bức tranh chưa được lịch sự và đáng yêu nhé. Các em đã cùng nhau quan sát lần lượt từng bức tranh. Trong 6 bức tranh, hình 1, 2, 6, các bạn nhỏ ăn mặc để tóc trông rất lịch sự, gọn gàng và đáng yêu. Tuy nhiên, ở bức tranh số 3, các em thấy tay bạn gái không được rửa sạch nên rất dơ. Ở bức tranh số 4, áo của bạn gái không bỏ ngay ngắn vào trong váy, tóc không được chải gọn gàng. Ở bức tranh số 5, bạn trai áo không cài nút, dơ, quần ống cao, ống thấp. Như vậy, trong bức tranh số 3, 4, 5, các bạn nhỏ chưa được lịch sự, gọn gàng và đáng yêu. Các em hãy quan sát lại mình, xem đã được sạch sẽ, gọn gàng và đáng yêu như các bạn số 1, 2 và 6 chưa nhé. Tiếp theo, các em hãy quan sát các bức tranh và cho cô biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm. À đúng rồi, hình 1 và 3 là những điều các em nên làm. Hình 1 và 3 là góc học tập và chỗ ngủ của một bạn nhỏ. Các em quan sát thấy góc học tập và chỗ ngủ của bạn được sắp xếp rất gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ. Ngược lại, ở hình 3 và hình 4, góc học tập và chỗ ngủ của bạn rất bừa bộn. Các em hãy luôn nhớ sắp xếp góc học tập và chỗ ngủ của mình thật gọn gàng và ngăn nắp nhé. Ở nội dung tiếp theo, các em hãy cho cô biết em nên học hỏi bạn nhỏ nào trong hình, tại sao? Nội dung bức tranh thứ nhất, bạn nhỏ tự treo áo và nón của mình
ở nơi gọn gàng, ngăn nắp. Nội dung bức tranh thứ hai, bạn nhỏ đang nhờ mẹ đánh răng giúp mình. À, như vậy chúng ta nên học hỏi bạn nhỏ ở bức tranh thứ nhất, bởi vì bạn nhỏ đã biết tự treo áo và nón của mình gọn gàng. Còn bạn nhỏ ở bức tranh thứ hai, bạn phải nhờ mẹ chải răng cho mình. Nên các em học hỏi bạn nhỏ trong bức tranh thứ nhất nhé. Các em đã cùng cô thực hiện xong hoạt động khám phá. Các em đã biết thế nào là tự chăm sóc và phục vụ bản thân của mình rồi, đúng không nào? Cô và các em cùng thư giãn nhé, để chuẩn bị bước vào hoạt động tiếp theo. Sáu bước rửa tay đúng, ta cùng rửa nào. Làm tay ướt, thêm xà phòng, xoa vào lòng trà tới trà lui, trà bên trái rồi trà bên phải, cùng trà đều cho sạch bàn tay. Và bây giờ bước số 2, trà bên ngoài cùng áo kẻ tay, răng bên trái rồi răng bên phải, cứ lặp lại rồi qua bước 3, lòng bàn tay hãy trà vào nhau, miết thật mạnh kẻ ngắn sạch bông, miết bên trái ta miết bên phải, nếu làm xong thì qua bước 4. Đoạn video hướng dẫn 6 bước rửa tay đúng cách. Vì dịch Covid-19 hiện nay đang rất nguy hiểm, các em lưu ý ngoài việc ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, các em cũng cần lưu ý rửa tay thật sạch trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh nữa nhé. Các em cũng nhớ nhắc nhở mọi người thực hiện 5K phòng chống dịch, vừa bảo vệ cho bản thân của mình và sức khỏe cho những người xung quanh. Bây giờ cô và các em sẽ cùng bước qua hoạt động luyện tập. Ở hoạt động này, các em hãy thực hành vệ sinh cá nhân ở trường, ở nhà, tự chỉnh đốn trang phục và sắp xếp ngăn bàn. Bây giờ các em hãy cùng với cô xem các video mà các bạn nhỏ đã gửi cho cô, xem các bạn đã thực hiện vệ sinh cá nhân, tự chỉnh đốn trang phục và sắp xếp ngăn bàn của mình như thế nào nhé. Thank you.
cùng với cô xem các video mà các bạn nhỏ đã thể hiện việc tự chăm sóc bản thân của mình. Các em hãy cùng học tập các bạn nhỏ ấy nhé. Bây giờ cô và các em cùng qua hoạt động mở rộng. Ở hoạt động này, chúng ta sẽ chơi một trò chơi có tên đi chợ giúp mẹ. Mẹ bạn nhỏ trong bức tranh nhờ bạn nhỏ đi chợ và lựa chọn những thức ăn tốt cho sức khỏe. Nào, bây giờ mình cùng nhau đi chợ giúp cho bạn nhỏ này lựa chọn những thức ăn tốt cho sức khỏe nhé. Quan sát các món ăn, cô thấy những món ăn tốt cho sức khỏe như cá, thịt, trái cây, cơm, rau xanh. Những món ăn không tốt cho sức khỏe như kẹo, bánh ngọt, thức uống có ga, các con nên hạn chế nhé. Như vậy, bạn nhỏ đã giúp cho mẹ lựa chọn những thức ăn có lợi cho sức khỏe của gia đình. Các em thấy bạn nhỏ có giỏi không nè? Các em cũng giống như bạn nhỏ nhé, biết giúp đỡ mẹ và biết lựa chọn những thức ăn có lợi cho sức khỏe của gia đình mình nhé. Ngoài việc lựa chọn các thức ăn tốt cho sức khỏe, các em cũng nên chọn cho mình một hoạt động tốt cho sức khỏe phù hợp với bản thân của mình, như tập võ nè, nhảy dây, bơi lội, chạy bộ, tùy theo nhu cầu, sở thích và sức khỏe của bản thân mình các em nhé. Như vậy, để tự chăm sóc bản thân mình, các em nhớ vệ sinh cá nhân thật sạch sẽ, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, rèn luyện sức khỏe. Các em hãy tự đánh giá kết quả học tập của mình qua ba gương mặt đáng yêu này các em nhé. Điều em học và làm được: bước đầu tự chăm sóc được bản thân về trang phục, vệ sinh, ăn uống, vận động, thực hành được một số kỹ năng, sắp xếp đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp, trình bày, làm việc nhóm. Tiết học đến đây là kết thúc. Sau tiết học này, các con hãy thực hành việc tự chăm sóc và phục vụ bản thân. Chuẩn bị bài tiếp theo, em tự chọn trang phục và đồ dùng. Cô chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong tiết học của ngày hôm sau.